Đây là chương trình Anh ngữ trong một phút, chú trọng các thành ngữ mà người Mỹ hay dùng. Người Mỹ có những từ mang nhiều nghĩa. Nếu bạn đã từng tiếp xúc với người Mỹ, có lẽ bạn đã nghe câu Jack of all trades. So what do you do for a living? I'm a handywoman. I fix and replace just about anything, from computers to shower drains. I guess you could say I'm a jack of all trades. Jack of all trades là cách để miêu tả một người nào đó biết làm nhiều việc hoặc có nhiều nghề khác nhau. Trong tiếng Mỹ, cụm từ này có thể được dùng cả trong tình huống trang trọng lẫn thân mật. Khi nói người nào là jack of all trades thì có nghĩa là người đó có nhiều kỹ năng, nhiều tài chuyên môn. Cũng là cụm từ này, nhưng khi ta nói jack of all trades, master of none thì có nghĩa là người đó làm được rất nhiều việc nhưng không thể tập trung để nắm vững chuyên môn về một ngành nghề nào cả.